đoàn công tác của một tập đoàn tài chính đang trên đường tham dự buổi hội thảo được tổ chức tại Hà Nội đã bất ngờ bị nhóm đối tượng dùng vũ khí nóng bắt cóc. Đây là các đối tượng thuộc một tổ chức khủng bố tại nước ngoài, thường xuyên có các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam. Vụ bắt cóc con tin liều lĩnh này nhằm gây sức ép với chính quyền, ra yêu sách đòi thả những tên khủng bố thuộc tổ chức của chúng đã bị bắt giam trước đó. Sự việc ngay lập tức được báo cáo với các cơ quan chức năng. Nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động triển khai lực lượng, phương tiện truy đuổi các đối tượng khủng bố, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn lên phương án chốt chặn các cung đường mà bọn khủng bố đang tháo chạy, triển khai phương án tác chiến nhằm đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin an toàn. Chuẩn bị tấn công. Ngay cái động tác mà của anh em về cái tư thế tác phong, đặc biệt là cái động tác cầm súng và cả cái tư thế chiến đấu nhé. Đây là một cái buổi là các đồng chí tập luyện như thật trong cái tình huống có thể sau này để xảy ra. Là cán bộ chiến sĩ của mình khả năng tác chiến độc lập được, là anh em không bị lúng túng, không bị bất ngờ, có thể xử lý được ngay. Các đồng chí cần rút kinh nghiệm ngay. Những người lính đặc nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ thường xuyên phải đối mặt trực tiếp với các loại tội phạm. Vì vậy, võ thuật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện chiến sĩ nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu, bản lĩnh vững vàng, vận dụng linh hoạt vào công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam thì võ thuật là một kỹ năng vô cùng quan trọng.
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm, gìn giữ trật tự xã hội. Hiện nay tôi đang có mặt tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nơi tập trung rất nhiều cán bộ chiến sĩ có khả năng tác chiến cao, đáp ứng mọi nhiệm vụ đặc biệt và tinh thông võ nghệ. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một buổi tập của họ để tìm hiểu về võ thuật Công an Nhân dân Việt Nam. Xin chào anh. Vâng, chào anh. Đây là Thiếu tá Đinh Đức Thắng, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Thưa anh, anh có thể cho khán giả được biết là võ thuật Công an Nhân dân có những điểm gì khác biệt so với các bộ môn võ thuật khác ở ngoài ạ? Võ thuật Công an Nhân dân nói chung cũng như võ thuật Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm nói riêng thì được xây dựng trên nền tảng kế thừa tất cả các môn phái võ thuật trên thế giới. Ngoài việc phải tập luyện với những cái đòn thế là tấn công bằng tay, bằng chân, thì mỗi chiến sĩ Công an Nhân dân phải tập luyện những cái chiến thuật đánh bắt đối tượng là có sử dụng những loại vũ khí như là sử dụng dao găm, gậy ngắn, gậy dài cũng như mã tấu, súng, sử dụng võ thuật để tấn công, đánh bắt, khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho mình và không gây xáo động cho quần chúng nhân dân, vẫn đảm bảo được yêu cầu nghiệp vụ. Vậy thì để giúp cho quý vị khán giả có thể tìm hiểu rõ hơn những cái kỹ thuật chiến đấu của võ cảnh sát thì anh có thể phân tích cho quý vị khán giả một số các cái kỹ thuật cụ thể về đòn thế được không ạ? Vâng, sau đây xin mời anh sẽ quan sát cán bộ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm sẽ thực hiện một số những cái động tác chiến thuật đánh bắt đối tượng khi sử dụng các loại vũ khí thông thường như là dao găm, gậy ngắn. Vâng. À, vâng. À, xin cảm ơn anh và xin mời anh ạ. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đánh bắt đối tượng sử dụng dao găm tấn công. Ta vào đối phương trong tư thế đối kháng. Đối phương tay phải cầm dao, mũi dao quay về phía sau, bước chân phải lên đâm một đường dao phát thuận từ trên xuống dưới, từ phải sang trái vào họng vai trái của ta. Cách đánh như sau. Xác định chính xác đường dao đang trên đà lao vào và đi được 2/3 quãng đường, ta nhanh chóng bật lướt chân trái về trước, đồng thời gạt đỡ cao tay trái, khống chế tay dao của đối phương. Cùng lúc dùng tay phải đấm móc mạnh vào bụng, làm đối phương mất sức kháng cự ban đầu. Đồng thời dùng cạnh tay ngoài của cánh tay phải đánh một đường từ trước về sau, từ dưới lên trên vào cổ của đối phương, đẩy đối phương ngã ngửa về sau. Đồng thời chân trái đâm trụ, chân phải đưa lên đá quét vào đường, từ trước về sau quật ngã đối phương xuống đất. Lúc này gối phải đánh mạnh vào sườn, kết hợp tay trái nâng cánh tay của đối phương lên, dùng cạnh tay ngoài của cánh tay phải chém mạnh làm gãy khớp khuỷu tay của đối phương, kết hợp hai tay bẻ khóa tay đối phương ra sau, dùng tay phải tước tay dao của đối phương. Lúc này gối trái tì mạnh vào gáy đối phương, tay phải thu dao, tay trái giữ khóa đối phương, mắt quan sát đối tượng. Kết thúc động tác, khởi tập. Trong các buổi huấn luyện võ thuật đều có sự tham gia của các chiến sĩ thuộc trung đội nước cảnh sát đặc nhiệm. Trung đội đặc biệt này được thành lập từ năm 2011. Họ được coi là những bông hồng thép của Công an Nhân dân Việt Nam. Tôi công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm từ năm 2011. Trung đội, tập trung chạy lại. Tôi là một trong 30 nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của Bộ Công an. Từ nhỏ bố mẹ tôi ở trong ngành nên là đã hướng cho tôi và kể cho tôi những câu chuyện về cảnh sát đặc nhiệm. Là một người con gái quê ở Khánh Hòa, là tận ở miền Trung xa xôi, có một niềm đam mê rất đặc biệt với đoàn chuyên ngành cảnh sát đặc nhiệm. Cảm giác lúc đầu thì rất là bỡ ngỡ. Lúc đầu mà mới về đơn vị ấy, là cũng hơi bị ngợp với cái cường độ tập luyện ở đây, là bởi vì là mình bản thân mình là con gái. Về đây thấy các đồng chí nam tập là mình đã thấy ngợp rồi. Với cái nội dung chương trình huấn luyện của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thì giữa nam và nữ cũng không có gì là khác biệt. Nam huấn luyện những nội dung chương trình như nào thì nữ cũng huấn luyện những cái nội dung chương trình như vậy.
đối với nữ thì cái sức khỏe, thể lực, thể trạng không được như nam giới. Vì cái chương trình huấn luyện của cảnh sát đặc nhiệm là rất là khó khăn vất vả, với những cái cường độ huấn luyện cao, các bài tập khó, những cái nội dung như là võ thuật hoặc là chiến thuật nhà cao tầng, bắn súng. Thực sự rất vất vả. Có những lúc mà tay chân rất là đau, phải phơi nắng, phơi mưa. Nhưng mà có thể là có những lúc mà nước mắt hòa chung với mồ hôi luôn. Có tập luyện cũng có chấn thương và buổi tối về cũng đau rất là nhiều. Nhưng bản thân vì yêu nghề mà nên là cũng đã cố gắng rất nhiều. Có những cái ngày mà chúng tôi là đang đến giờ đi ngủ rồi mà đơn vị còn nửa đêm còn bất chợt là báo động, cũng như là bất chợt đi làm công tác nhiệm vụ đặc biệt đấy. Khi công tác ra ngoài làm nhiệm vụ thì bản thân tôi cũng có khả năng để phản xạ hơn những cái tình huống xảy ra. Đơn vị tôi là đơn vị trực tiếp chiến đấu ăn ở tập trung. Chính vì vậy có khi là mình ở với gia đình còn ít hơn là ở với chị em trong trung đội. Thậm chí mấy tháng rồi cũng không thể về thăm gia đình được, mà quanh quẩn là chỉ có mấy chị em là ứng trực và chiến đấu cùng nhau. Tình yêu với đặc nhiệm nó bắt đầu dâng cao hơn. Sau những buổi tập về phòng thì chị em cùng ở, cùng ăn cùng nhau, có tình cảm từ rất lâu nên là chị em rất là thân thiết cùng nhau. Người thì mỗi người một quê nên là chị em rất là đồng cảm cùng nhau về cái công việc mà mình đã chọn, đó là cảnh sát đặc nhiệm. Có những hôm trực rất là dài, trực cả tuần thì phải lôi cả con vào trực, nên là bé lớn nhà mình thì hầu như là cũng vào đây là cũng là rất quen thuộc với đơn vị. Nhiều khi bé cũng hỏi tôi là mẹ ơi, con sao con cứ suốt ngày mẹ cho con vào cơ quan mà mẹ không cho con ở nhà chơi với bà với em. Nên tôi cũng nói, tôi cũng động viên con. Nhớ em nè, em ơi. Em ơi, em ở nhà em chơi ngoan nha. Niềm động lực để mà có thể cố gắng nhất đó chính là con. Trong một thời gian mà tập luyện vất vả theo trường, tức là chỉ mong những thời gian mà về nhìn thấy nụ cười của con, mà khi con về con cảm thấy mừng mình ấy. Mình cảm thấy mình rất là vui. Để dành một lời nói cho con của tôi thì tôi sẽ nói là mẹ xin lỗi con, vì có thể là con là con của mẹ, con sẽ phải thiệt thòi rất là nhiều so với những đứa trẻ khác. Vì mẹ không phải là một người phụ nữ bình thường, mẹ là một nữ cảnh sát đặc nhiệm. Tuy mẹ là mẹ của con nhưng mẹ vẫn gánh nặng trên mang trên vai mình nhiệm vụ cao cả. Nơi đây là nơi mà rèn luyện tôi trở thành một cái người mà rất là mạnh mẽ, và tôi tự hào là tôi là một nữ cảnh sát đặc nhiệm. Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 là nơi làm việc và sinh sống của tôi. Tôi coi đó như là vừa là một ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi rất là vinh hạnh và tự hào khi bản thân tôi là một nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Bài tập kỹ chiến thuật vận động bắn súng ứng dụng như thế này đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên một người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam với khả năng chiến đấu cao, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ dù là khó khăn nguy hiểm đến đâu. Trong thực tế chiến đấu, đã rất nhiều lần lực lượng công an Việt Nam đã phải thực hiện những nhiệm vụ đánh bắt có vũ trang với các loại tội phạm manh động, sẵn sàng dùng hung khí nóng chống trả. Trong đó, tội phạm ma túy là một loại tội phạm nguy hiểm và manh động bậc nhất. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên án 918C, một chiến công đặc biệt xuất sắc trên vùng biên giới của Công an tỉnh Nghệ An. Giữa năm 2018, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một đường dây vận chuyển mua bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ,
qua địa bàn khu vực biên giới thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An với những phương thức thủ đoạn mới hết sức nguy hiểm. Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án 918C để đấu tranh. Thành lập cái chuyên án 918C để có cái khảo sát điều tra kỹ, đặc biệt là nắm hai vấn đề. Một là cái quy luật hoạt động của đối tượng và cái cách tiếp cận như thế nào, nó bí mật mà đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và giành thế chủ động trong tấn công. Thì chúng tôi đã tổ chức khảo sát rất kỹ và đã xác định được cái hướng di chuyển tương đối có tính quy luật của các cái nhóm đối tượng người Mông Lào. Và chúng tôi đã tổ chức lực lượng trinh sát hóa trang di chuyển vào ban đêm bí mật để tiếp cận các cái vị trí đã được xác định. Là đây là cái nhóm đối tượng là có cái ảnh hưởng lớn nhất cái khu vực ở đấy. Tổ chức của nhóm Xúa thì rất nhiều đối tượng có cái phân công vai trò cụ thể từng người. Người chủ thì giữ liên lạc với khách, trao đổi hẹn địa điểm. Bên cạnh đấy có 1-2 đối sử dụng AK đứng bên cạnh để canh gác. Và sau cái quá trình mà các trinh sát lên nghiên cứu địa bàn thì còn phát hiện rất nhiều cái đối tượng là ở các cái điểm trọng yếu, cảnh giới nhưng mà lại mật phục. Và xác định được cái nhóm đối tượng Sửa này là đối tượng, cái nhóm này rất manh động vào các cái khu vực rừng núi hiểm trở, rừng lán để bán ma túy có trang bị vũ khí nóng. Về cái thủ đoạn của chúng nó khi mua bán thì thông thường thì cái tên trộm nó sẽ ngồi chỉ đạo ở trên lán và rất là khó tiếp cận, và khi lên đến gần đến sát lán rồi thì qua đến những cái tay chân của nó là cầm AK trực tiếp đứng kiểm tra người. Nếu không nghi ngờ thì bắt đầu nó mới đồng ý là cho lên gặp ông trùm. Chúng tôi đã lấy cái khó khăn thách thức làm cái mục tiêu, cái động lực, cái quyết tâm để chúng tôi giải quyết cái tình hình cụ thể để đáp ứng được cái yêu cầu đòi hỏi của cấp ủy chính quyền và nhân dân. Là dù thủ đoạn của ma túy có tinh vi xảo quyệt, có khó khăn đến đâu thì lực lượng công an đều có thể vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhận được mệnh lệnh của trưởng ban chuyên án quyết định phá án thì anh em đã phải đầu tư rất kỹ, thu thập được đầy đủ các cái thông tin, là lên sơ đồ rất cụ thể. Chúng tôi phải tổ chức tập luyện, có thể là leo núi và trường bắn phải tập luyện. Và những cái thao tác đó hàng ngày của chúng tôi đó thành dần thành thói quen. Và đến khi chúng tôi tác nghiệp tại trên rừng núi thật sự về trên thực địa thì chúng tôi đi là an tâm. Hành quân lên núi thì với cái miền Tây xứ Nghệ nó rất là khắc nghiệt, thời tiết nó đêm đến nó lạnh gắt, cắt da cắt thịt và sương mù, chỉ cách nhau khoảng độ hơn 1 mét thôi đã không thấy mặt nhau rồi. Còn đi trong rừng thì không được phép bật đèn hay là có một cái ánh sáng nào hết, và tiếng động cũng không được có. Bảo vệ chung quanh.
Ôi, tụi ra kiểm tra. Đấy rồi, hàng này, ôi, lưu đạn này, cẩn thận này. Bá khẩu súng, bá rồng hái lưu đạn. Làm cho bọn tội phạm ma túy khiếp sợ. Nó không thể coi rằng cái thủ phủ ma túy ở rừng núi, biên giới, Phù Giang là thánh địa, là điều kiện mà có thể tồn tại hoạt động được. Thì đấy là chính là một cái thông điệp hết sức mạnh mẽ đối với tội phạm ma túy. Và cái thứ nữa là niềm tin của cấp ủy chính quyền và nhân dân đối với lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh Nghệ An là ngày càng khẳng định, xứng đáng biệt tiếp cái truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới. Mỗi kế hoạch phá án chúng tôi lên chi tiết và tỉ mỉ, nhưng trong đánh án thì không có chuyên án nào giống chuyên án nào. Chúng ta cũng không thể lường trước được cái rủi ro nó xảy ra. Thì cảm thấy rất là may mắn khi mà phá án thành công, lại đảm bảo được sự an toàn cho anh em cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án. Mặc dù là trước đó đã có rất là nhiều đồng đội tôi trong cái cuộc chiến khốc liệt này đối với tội phạm ma túy là đã ngã xuống hy sinh. Chiếc đồng hồ này đã dừng ở thời điểm 16 giờ kém 11 phút ngày 5 tháng 2 năm 2010. Đó là thời khắc mà chủ nhân của nó, Đại tá Hà Thái Yểm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu cùng hai chiến sĩ trẻ đã ngã xuống trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy. 8 ngày trước thềm năm mới Canh Dần, khi mà Tết Nguyên đán đang đến trong mỗi gia đình, bà Hà Thị Ẩn, vợ ông không hề biết rằng bước chân của người chồng ra khỏi nhà sớm nay cũng là bước chân cuối cùng của người chồng thân yêu mà bà còn nhìn thấy. Tết năm đấy thì coi như là người ta gọi là Tết, nhưng mà đối với mình nó là một cái nỗi đau triền miên. Một cái ngày cũng có thể nói rằng là mình có thể nói là nó u ám nhất trong đời. Cách đấy mấy ngày thì hai bố con gọi điện cho nhau là hẹn về 23 đón ông công táo. Nhưng mà cái việc đấy nó đã không kịp thực hiện. Ngày 5 tháng 2 năm 2010, Đại tá Hà Thái Yểm cùng các lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, cảnh sát cơ động và công an huyện Mai Châu tiến hành vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và Nga Khua, tội phạm ma túy khét tiếng tại khu vực vùng cao giáp với tỉnh Sơn La. 5 giờ sáng ngày 5 tháng 2 thì toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã tập kết và triển khai cái phương án và bao vây xung quanh nhà của Vàng A Khua. Lên đến vị trí phân công công tác thì tôi và đồng chí Yểm thì là cùng đi vào và ở tổ để mà đi giải quân để bao vây cái khu khuôn viên của Vàng A Khua. Biết chắc là có Vàng A Khua trong nhà thì cán bộ chiến sĩ thì cũng đã tổ chức và bao vây khép kín xung quanh cái bờ tường rào, sau đó là để thuyết phục tất cả những cái thành viên trong gia đình để ra ngoài. Vàng A Khua đã cho con trai để ra, thì ba đồng chí để tiếp nhận Vàng A Khua đấy. Sau khi đến cái đoạn sân ấy thì Vàng A Khua từ trong hầm chui ra và bắn vào con trai của Khua đấy, và bắn vào ba đồng chí Hà Thị Yểm và đồng chí Bùi Quốc Đại, đồng chí Sùng A Chư. Có tiếng súng nổ như vậy thì chúng tôi biết ngay là có chuyện không lành. Đưa đồng chí lên xe cứu thương. Lúc đó thì tôi cảm thấy là máu là xuống gần như là ngập cái chân và ướt hết, và cái tất và giày tôi là về sau này nó đọng lại, nó thành cái túi máu ở dưới chân. Mỗi khi mà nhớ đến cái Tết là nhớ đến cái sự mất mát, và đã vắng đi một thủ trưởng, một đồng đội. Trong khoảnh khắc mùa xuân mới đang về, Đại tá Yểm và hai chiến sĩ công an huyện Mai Châu đã ra đi mãi mãi. Họ đã nằm lại với núi rừng
để bảo vệ vẻ đẹp của quê hương Mai Châu. Họ đã anh dũng hy sinh cho những mùa xuân ấm áp khắp bản làng, cho niềm vui của đồng bào, của những mầm non xứ sở được trọn vẹn trong bình yên. Cha ơi, cái sự hy sinh của cha là động lực để con cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình. Người còn lại vẫn phải sống làm sao cho nó xứng đáng với người đã khuất. Thì tôi cũng nói với các con là các con cũng phải cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình và làm tiếp bước những cái gì mà bố các con chưa làm xong. Các con mình, cả con dâu con trai, đứa nào nó cũng công tác tốt và nó hoàn thành nhiệm vụ tiến bộ và các cháu thì đều ngoan học giỏi. Đấy là cái nguồn vui để cho em yên tâm và vui vẻ sống tiếp. Hai người con của liệt sĩ Hà Thái Yểm hiện nay cũng là những cán bộ công an huyện Mai Châu. Người con cả, Trung tá Hà Tiến Dũng đang giữ cương vị Phó trưởng Công an huyện. Năm 2015, anh vinh dự được dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Người con út, Đại úy Hà Thanh Hải, hiện đang công tác tại đội cảnh sát giao thông. Ngọn lửa nhiệt huyết mà người cha đã truyền lại luôn ấm nóng trong trái tim của những người con trai. Theo các anh, trên mỗi chặng đường công tác, cha của tôi thì có cái vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là cái vai trò định hướng và cái là cái tấm gương để tôi mà phấn đấu và đặc biệt là trong quá trình công tác. Những người chiến sĩ công an lại lên đường tuần tra bảo vệ sự bình yên cuộc sống cho nhân dân. Những vòng bánh xe lăn trên đường để luôn sẵn sàng có mặt tại những điểm nóng, phát hiện và truy bắt những tên tội phạm đe dọa cuộc sống của nhân dân. Trong nhiều năm qua, những vòng bánh xe như thế này đã lập nên nhiều chiến công hiển hách. Có những vòng bánh xe đã trở thành huyền thoại, như đội đặc nhiệm săn bắt cướp của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày sau khi đất nước thống nhất, nhiều băng nhóm giang hồ tồn tại từ lâu lợi dụng tình hình chưa ổn định đã trở nên lộng hành. Chỉ trong 3 năm từ 1975 đến 1978, các băng nhóm này đã gây ra khoảng 45.000 vụ án hình sự khác nhau. Lộng hành hơn, các nhóm tội phạm sẵn sàng bắn trả công an, bộ đội khi bị truy bắt. Trước tình hình nguy cấp, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phải thành lập một đội chống cướp tinh nhuệ. Tháng 3 năm 1978, đội săn bắt cướp SBC thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện đã được thành lập. Đối phó với những loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt mà cái người đầu tiên là nếu bị thiệt thòi chính là những người tham gia trong lực lượng này. Nên chính vì đó là với cái đặc thù chạy xe và bắn súng, điều đó là điều tiên quyết. Điều thứ hai là phải dũng cảm và hy sinh, phải biết cái sự hy sinh phải gì cho mình. Cũng có những người lúc anh em mình cũng mang thương tích. Người dân ta mới nói là có số đối tượng đó, nó chụp hình và nó tống tiền tôi. Nhưng số đối tượng này là nó đã chuẩn bị coi như mã tấu, hung khí sẵn thì tấn công tôi và chém nhát thứ nhất từ đây, nhát thứ hai từ đây. Nói à, nếu mày là công an thì tao chém cho mày chết. Đối tượng mới tràn lên thì chém một nhát thì tôi rớt cánh tay, rớt toàn tay. Đưa đi giám định đó, là thương tật mình là 50%. Trong quá trình hoạt động của mình, lực lượng SBC với nhiều trinh sát có chuyên môn nghiệp vụ điêu luyện, truy bắt tội phạm đến cùng, đã lập nên nhiều chiến công lẫy lừng, bắt giữ hàng trăm tên cướp đặc biệt nguy hiểm, phá thành công nhiều vụ án phức tạp từng gây hoang mang dư luận. SBC Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại, là niềm tin và sự kính trọng của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân. Trong cuộc sống thì ai cũng vậy, muốn cái phần việc nó nhẹ nhàng, nhưng mà đã là bước chân vô chính xác hình sự thì mình phải chấp nhận những cái nguy hiểm xảy ra để coi như bảo vệ người dân được bình yên, thành phố được bình yên. Chúng tôi chỉ biết chống tội thù hận, bảo vệ người lương thiện, chống cái ác. Nên là khi nghe SBC đây
thì gần như là mọi người, nhân dân rất mến. Riêng thành phố Hồ Chí Minh nghe nói FPC thì nghĩ ngay là những chàng này là đã hy sinh bản thân người ta rồi, người ta bảo vệ người dân nên là phải được nhân dân rất yêu mến. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi hiện nay đang là những giấy chứng nhận đặc biệt, có thể coi là chứng minh thư của các chiến sĩ FPC thời xưa. Trên chiếc giấy chứng nhận này thì có những cái đặc quyền, ví dụ như là được đi lại trong các ngày các giờ giới nghiêm, được sử dụng vũ khí và vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm ngược chiều khi cần thiết. Tất cả những quy định này đã thể hiện tính chất nguy hiểm và sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ trấn áp tội phạm của lực lượng FPC thời xưa. Còn bây giờ, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, đơn vị kế thừa truyền thống của FPC huyền thoại, với những chiến sĩ bình dị có mặt ở trên rất nhiều tuyến đường của thành phố đang ngày đêm tuần tra sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo sự bình yên cuộc sống cho người dân của thành phố mang tên Bác. Việt Nam trong những năm qua luôn được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia ổn định về tình hình chính trị và an ninh trật tự, là điểm đến an toàn của du khách quốc tế, cũng như được lựa chọn để tổ chức các sự kiện kinh tế chính trị quan trọng của khu vực và thế giới. Để có được điều này, lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam là một trong những thành tố quan trọng, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia vì bình yên cuộc sống. Một đơn vị đặc biệt tập trung những cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, môi trường rèn luyện vô cùng khắc nghiệt, trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, triệt phá những chuyên án nguy hiểm nhất, xử lý các tình huống khủng bố, bạo loạn, không tặc, giải cứu con tin, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ mục tiêu, các hội nghị, sự kiện quan trọng của đất nước. Ngày 15 tháng 4 năm 1974, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chính thức được thành lập. Trong vai trò là đơn vị xung kích trên tuyến đầu của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Cơ động luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trấn áp và chặn đứng âm mưu của các thế lực thù địch, kịp thời giải quyết nhanh chóng, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội. Nhiều cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đã trở thành tấm gương sáng trong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh xương máu, tính mạng của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc nhân dân. Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Công an Nhân dân Việt Nam, những chiến sĩ Cảnh sát Cơ động luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất năng lực, sẵn sàng cơ động chiến đấu, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước,
xứng danh là quả đấm thép bảo vệ sự bình yên. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Võ thuật là một phẩm chất năng lực không thể thiếu của người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Huấn luyện võ thuật là một trong những nội dung quan trọng thường xuyên trong công tác rèn cán luyện quân. Các bài quyền thế võ chiến đấu được đưa vào chương trình tập luyện của lực lượng quả đấm thép Bộ Công an Việt Nam là sự vận dụng linh hoạt có chọn lọc từ các môn phái trên thế giới và võ thuật dân tộc. Các thế đứng vững chắc, các đòn tấn công phối hợp bằng tay, chân liên hoạt, di chuyển nhanh nhẹn, thay đổi linh hoạt vị trí trong tấn công, phòng thủ, tạo thế áp đảo đối phương. Động tác liên hoạt, nhanh, mạnh, dứt khoát, khí thế mạnh mẽ, nâng cao thể lực, áp dụng hiệu quả trong thực tế chiến đấu. Gậy tôn pha là một loại công cụ hỗ trợ đặc thù của cảnh sát cơ động, dùng để tấn công trấn áp các loại tội phạm. Gọn nhẹ, có khả năng chịu lực tác động lớn. Khi kết hợp và vận dụng vào các đòn thế võ thuật, giúp tôn pha trở nên linh hoạt, nhanh, mạnh, chắc, kín ở nhiều tư thế khác nhau. Bài quyền tôn pha của cảnh sát cơ động Việt Nam là sự chắt lọc những tinh hoa, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đấu tranh trấn áp. Bài võ mang tính ứng dụng cao trong chiến đấu với khả năng công thủ liên hoàn, kết hợp thân pháp, bộ pháp, cước pháp với đôi tay sử dụng gậy tôn pha, tạo cho người chiến sĩ khả năng vững vàng trong phòng thủ, mạnh mẽ trong tấn công. Lực lượng cảnh sát cơ động là một đơn vị đặc biệt của Bộ Công an. Bên cạnh khả năng tác chiến cao, thì cảnh sát cơ động Việt Nam còn được trang bị rất nhiều các thiết bị, khí tài, phương tiện hiện đại. Ở hai bên tôi đây đang là những chiếc xe đặc chủng hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động để sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ dù là khó khăn, nguy hiểm nhất. Và để giúp cho quý vị khán giả có thể tìm hiểu rõ hơn về những chiếc xe đặc chủng này, thì ngay sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ với cả một nhân vật. Xin chào anh. Vâng, xin chào anh Thần. Thưa quý vị và các bạn, đây là Thiếu tá Đinh Mạnh Hà thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Ngày hôm nay thì Thiếu tá Đinh Mạnh Hà sẽ giúp chúng ta lần đầu tiên vào trong những chiếc xe đặc chủng này để cùng khám phá. Xin mời anh. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu một số tính năng tác dụng của các phương tiện đặc chủng được trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Xin kính mời quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng ta đang ngồi trong cabin của chiếc xe S6 đặc chủng. Đây là loại xe chống đạn đạt tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Kính xe chống đạn và thân xe cũng chống đạn. Cái kính chống đạn này thì khi mà chúng ta có một cái lớp thép đặc biệt che vào thì chúng ta có thể quan sát bên ngoài bằng các cái kính tiềm vọng ở đây. Để chúng ta có thể thấy xung quanh đây là các hệ thống kính tiềm vọng của chúng ta. Ở đây chúng ta có thể quan sát đây là hệ thống điều khiển của toàn bộ xe. Và phía sau tôi đây là hàng ghế ngồi dành cho 6 cán bộ chiến sĩ để có thể khi ra quân thực hiện nhiệm vụ. Tại các hàng ghế ngồi này thì đều lắp các cái kính chống đạn để cán bộ chiến sĩ dễ dàng quan sát ở xung quanh. Đồng thời có các cái hốc để có thể sử dụng vũ khí trong cái quá trình mà truy bắt tội phạm. Sau đây thì xin mời chúng ta ra bên ngoài để quan sát. Phía trước và hai bên thành xe thì có lắp các
cái giá để lắp súng trung liên và có bố trí 14 ống phóng lựu để lắp cái quả lựu đạn cay khói để giải tán đám đông. Lốp xe thì được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp tự động bù hơi và có thể khả năng chạy được 50 km sau khi hết hơi. Đây là chiếc xe phun nước phòng chống bạo loạn. Và để tìm hiểu thêm thì sau đây xin mời chúng ta cùng vào trong cabin. Xin chào đồng chí. Chào thủ trưởng. Đồng chí có thể giới thiệu cho quý vị khán giả tìm hiểu thêm một chút về cái hệ thống phun nước của cái xe phòng chống bạo loạn này được không? Báo cáo đồng chí, đây là xe đặc chủng chống bạo loạn của lực lượng cảnh sát cơ động. Vì về tính năng của xe này là sẽ có các cái ngắn để mình phun hơi cay hoặc là phun bọt hoặc là phun thuốc nhôm vào để phun vào đám đông. Đây là lăng súng bắn bên phải, là nó nằm ở nóc bên phải xe. Lăng súng trái là bắn bên trái xe, chúng ta có thể điều khiển lên xuống, qua phải, qua trái, làm sao theo ý muốn vào tâm của đám đông hoặc là vào mục tiêu mình cần phun. Vừa rồi thì tôi vừa giới thiệu cho quý vị khán giả một số cái tính năng tác dụng của các cái xe đặc chủng được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động. Thì với những cái trang thiết bị đang được từng bước hiện đại này thì sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cũng để răn đe, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện mệnh lệnh cấp trên, điều động kiếp trực chống không tặc của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 đến thực hiện nhiệm vụ đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên tàu bay. Kiếp trực lên xe, bắt đầu. Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chính thức được thành lập. Đây là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung có tuổi đời trẻ nhất trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Những chú ngựa của Kỵ binh Việt Nam là giống ngựa có nguồn gốc châu Á, được tuyển chọn kỹ lưỡng để có sức khỏe tốt, dẻo dai, có khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, ngoại hình phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Việt Nam. Với cái chức năng nhiệm vụ của Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh, chúng tôi là có cái tuần tra kiểm soát, chống biểu tình bạo loạn, giải tán các đám đông, cũng như là chúng ta thực hiện truy bắt, đánh bắt tội phạm nguy hiểm và vận chuyển các cái loại công cụ hỗ trợ cũng như lương thực thực phẩm, tác chiến ở các cái địa bàn, vùng núi. Ngoài ra thì có thể chúng tôi còn tập luyện để tham gia các cái cuộc đua ngựa quốc tế hoặc là tuần tra kiểm soát trên các cái khu du lịch để gây cái sự thân thiện đối với khách du lịch quốc tế cũng như trong nước. Từ khi đoàn chúng tôi thành lập đến nay, trong vòng 10 tháng, thì với cái sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh, chúng tôi đã đạt được những cái kết quả, tức là đã huấn luyện, thuần hóa, thành công toàn bộ cái số ngựa đưa về đây để huấn luyện tác chiến. Và đến nay chúng tôi đang đi vào tập luyện các cái khoa mục nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu thực tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thực ra huấn luyện động vật nghiệp vụ, mà đặc biệt là đối với ngựa, nó có cái rất khó khăn. Chúng tôi là cái ngựa là nó to,
Thế mà cái điều khiển ngựa là toàn bộ là chúng ta dùng cái kích thích có điều kiện bằng sự cưỡng bức. Đấy, cho nên là công tác huấn luyện là rất khó, gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, nhưng mà với cái sự nỗ lực của anh em ấy, thì nói chung là đến bây giờ thì những cái khó khăn đó cũng đã được giải tỏa. Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh đã tham khảo kinh nghiệm của chuyên gia nước ngoài để có phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc tốt nhất cho đàn ngựa. Hàng ngày, những chú ngựa ở đây được ăn đa dạng các loại cỏ tươi, cỏ khô, cỏ dinh dưỡng và thức ăn hỗ trợ. Mỗi chiến sĩ sau giờ tập luyện lại trở thành người chăm sóc riêng cho từng chú ngựa, cũng là những người bạn chiến đấu của mình. Từ đó, nâng cao khả năng thuần phục, huấn luyện và ăn ý với nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát kỵ binh không chỉ tham gia các nhiệm vụ ở trong những buổi diễu hành, những nghi lễ khánh tiết, mà còn thực hiện những nhiệm vụ đánh bắt tội phạm ở trên những địa hình rừng núi hiểm trở, ở những nơi mà các phương tiện cơ giới không thể can thiệp được. Và sau đây là một tình huống mà chúng ta hãy cùng theo dõi lực lượng cảnh sát kỵ binh đánh bắt tội phạm như thế nào. Đội hình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự của Cảnh sát Cơ động Kỵ binh đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực rừng núi giáp biên giới. Phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mang hàng hóa vận chuyển trái phép qua đường biên. Khi gặp tổ tuần tra, nhóm đối tượng bỏ chạy theo hai hướng, lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở để trốn thoát. Ngay lập tức, tổ tuần tra chia đội hình truy đuổi và đánh bắt các đối tượng. Đây là nội dung luyện tập tuần tra, kiểm soát và đấu tranh truy bắt các đối tượng phạm tội lẩn trốn tại khu vực rừng núi biên giới của Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Việt Nam. Những chiến công quả cảm, những thành tích ấn tượng, những tấm huy chương đầy tự hào, mang vinh dự về cho Tổ quốc, làm rạng danh đất nước trên các đấu trường thể thao khu vực và thế giới. Trong những năm qua, các thế hệ vận động viên thể thao thành tích cao của Công an Nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thể thao Việt Nam với hàng nghìn huy chương, cúp, bằng khen tại các giải vô địch quốc gia, vô địch thế giới, SEA Games, ASEAN. Thể thao Công an Nhân dân trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà. Tôi luôn tự hào để chiến đấu trong màu áo của thể thao Công an Nhân dân. Đem tất cả những cái gì mà mình đã học tập được và tích lũy được bao nhiêu năm đó để cố gắng là huấn luyện ra những vận động viên mà có thật nhiều thành tích. Vì một quả chiếc áo cố gắng đạt thành tích cao nhất, mang quang Tổ quốc ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các đội tuyển thể thao Công an Nhân dân, đặc biệt là các đội tuyển võ thuật,
đã mang lại nhiều thành tích, huy chương quốc tế, đem về vinh quang cho Tổ quốc. Một trong những chiếc huy chương đó đã được vinh dự trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân. Thưa Thượng tá Phạm Hồng Thắm, trong những chiếc huy chương này thì chị có nhận ra được đâu là chiếc huy chương của mình không? Tôi có thể nhận ra cái chiếc huy chương vàng SEA Games thứ 2 của tôi ở Brunei năm 1999. Câu chuyện của cái chiếc huy chương này là như thế nào ạ? Ở Brunei năm 99 này là tôi tham gia hai nội dung, vô địch cá nhân và vô địch tuyệt đối. Nhưng cái huy chương vàng cá nhân này của tôi ở hạng 60 thì tôi không thua một điểm nào và giành chiếc huy chương vàng này. Dạ vâng. Mấy chiếc huy chương vàng này là gắn với tôi khi mà tôi vừa mới phẫu thuật chân xong. Thì gần như là tôi bị không đi được. Đi lại đối với một vận động viên mà bị đục xương nó đã là khó. Mà với tôi thì lại hai chân. Sau một tháng mà nằm viện xong thì 3 tháng tôi đã giành được 3 chiếc huy chương này. Vâng, tại giải vô địch quốc gia. Và đến như bây giờ cũng thế. Thì đối với phụ nữ thì các bạn rất tự tin trong những chiếc váy, đặc biệt là những chiếc váy ngắn. Nhưng với tôi thì lại chỉ tự tin trong bộ quân phục này thôi. Đằng sau mỗi tấm huy chương, mỗi chiếc cúp, mỗi bằng khen thành tích này là 4 lần phẫu thuật, nhiều lần chấn thương không đi lại được. Và cả những năm tháng xa nhà, xa con thơ còn đang khát sữa mẹ của nữ hoàng Kumite Việt Nam Phạm Hồng Thắm. Những vinh quang và cả những mất mát gian khổ trong sự nghiệp vận động viên là hành trang, là kho kinh nghiệm và động lực để hun đúc, tạo nên một huấn luyện viên, nhà quản lý thể thao Phạm Hồng Thắm của ngày hôm nay. Trước khi mà tôi là vận động viên, tôi chỉ biết lo cho chính bản thân tôi làm thế nào để tôi thi đấu đạt được cái thành tích xuất sắc nhất. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà ở một cương vị huấn luyện viên, tôi cũng chỉ mong muốn rằng là tôi truyền lại được cho các em những cái kỹ thuật, những cái chiến thuật và những cái mà tôi đã trải qua là cái kinh nghiệm thi đấu của tôi để các em trưởng thành trong cái việc mà tập luyện thể thao hay là võ thuật. Dường như đối với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, công việc và võ thuật là những dòng chảy vô tận và chị cứ cuốn đi không chút mệt mỏi. Ngoài công tác chuyên môn quản lý, huấn luyện đạt nhiều thành tích xuất sắc, chị còn tham gia công tác giảng dạy võ thuật ngoại khóa tại các trường công an nhân dân với mục đích khỏe để chiến đấu và học tập. Cô thì có quá nhiều đức tính để tôi phải học theo. Thứ nhất là về sự gương mẫu và tính kỷ luật. Và thứ hai là sự mạnh mẽ. Ngoài là huấn luyện viên thì cô còn là một người chăm sóc chúng tôi rất là tốt. Đội tuyển Karate Công an Nhân dân là một tên tuổi lớn trong làng võ thuật Việt Nam với những gương mặt tiêu biểu như Phạm Hồng Thắm, Phạm Hồng Hà, Lê Xuân Hùng. Hiện nay, đội tuyển đang nỗ lực tập luyện hướng đến kỳ SEA Games sắp tới được tổ chức tại Việt Nam. Các vận động viên luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi sát sao và kịp thời của ban lãnh đạo trung tâm. Trong đó có người chị, người thầy, người đồng đội vang bóng một thời, nữ hoàng Kumite Việt Nam Phạm Hồng Thắm. Tôi vẫn luôn đặt ra mục tiêu của mình và sẽ cố gắng nỗ lực đạt được, chinh phục mục tiêu mình đặt ra. Cứ hết chấn thương này lại đến chấn thương khác, tôi không cho phép mình từ bỏ. Những bước chân miệt mài luyện tập với nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc. Những bước chân không ngừng nghỉ, có mặt ở mọi nơi, mọi lúc để sẵn sàng đấu tranh với cái ác, trấn áp tội phạm, bảo vệ nhân dân.
và cả những bước chân không mỏi đến với nhân dân vùng lũ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Những ngày bão lũ vừa qua, lực lượng công an nhân dân đã thường trực nơi rốn lũ, sẻ chia, giúp đỡ bà con chống chọi với thiên tai. Ngay cả trong cuộc chiến không tiếng súng đó, đã có những bước chân mãi mãi không trở về. Nhưng những bước chân người chiến sĩ sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ luôn tiếp bước anh hùng để thắp sáng ngôi sao trên mũ, rạng ngời những chiến công người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự bình yên.